Rồi, kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình cũng đi đến cái cửa hàng HK Team, mình hỏi giá một cái số món đồ phụ tùng cho xe hai thì dòng, đặc biệt là dòng SU và dòng da Z rồi đó các bạn. Thì nhờ anh chủ cửa hàng giới thiệu cho các bạn tham khảo luôn. Ở đây anh cũng có cung cấp luôn ha anh Dũng. Hiện tại thì bên HK Team là bên hiện tại đang chủ lực về cái mảng mua bán xì bo là chính. Thì trước đây em cũng có làm mua bán mô tô, nhưng mà do nói chung là mình cảm thấy mình không phù hợp nữa nên mình chỉ bán về dòng xì bo nữa thôi chứ không làm mô tô nữa. Thì cái giới thiệu chung chung với anh về vấn đề phụ kiện, gọi là phụ kiện hoặc là phụ tùng của xì bo Gin, hoặc là những cái linh kiện trang thiết bị để mà mình sửa chữa hoặc là nâng cấp cho cái chiếc xì bo của mình á. Thì như những cái sản phẩm ở đây là những cái đồ Gin theo xe, có nghĩa là ở đây cũng sẽ phân biệt rất là rõ. Này là đồ Gin theo xe thì thường nó sẽ không có được cực kỳ đẹp hoặc là sắc sảo hoặc là mới tinh, thì nó sẽ có những gọi cái là độ phai sờn theo năm tháng, nhưng mà cái chất đồ nó vẫn là cái chất đồ Gin. Còn cái phía bên đây thì sẵn mình đối chiếu trực tiếp với nhau luôn á cho nó dễ, thì phía bên đây mới là cái phụ tùng hàng mới, có nghĩa là bên đây là cái phụ tùng hàng mới thì nó có bán trên thị trường rất là nhiều. Thì cửa hàng cũng đang chú trọng là phụ tùng hàng mới nhưng mà loại 1, tại vì những cái sản phẩm loại 2, loại 3 thì cái chất lượng nó không được ok lắm. Thì mình làm sẽ không có đảm bảo được uy tín của cửa hàng nên mình chú trọng vô chất lượng là hàng loại 1. Còn anh em có nhu cầu xài đồ Gin thì như trở lại đây, thì đây là những cái sản phẩm đồ Gin. Sản phẩm đồ Gin của hai thì á thì nó rất là đa dạng. Và cái thứ nhất á là đồ Gin theo xe, nó có những cái nét đặc trưng để phân biệt đồ Gin theo xe. Mà nếu là người chơi hai thì tạm gọi là có kinh nghiệm chút xíu thì sẽ nhìn biết đồ Gin. Bên cạnh đó thì cái giá trị của món đồ Gin nó cũng đắt đỏ hơn cái so với cái sản phẩm là hàng phụ tùng mà hàng mới loại 1 nữa. Em ví dụ thôi, em ví dụ cho anh admin của kênh YouTube Mekong Today với lại khách hàng có thêm thông tin chút xíu. Anh nói ví dụ đây là cái sản phẩm cặp bửng 99 đời 99 Gin bửng mỡ gà của Malaysia mà Gin tồn kho chưa từng được gắn lên xe. Thì cái cặp bửng này cái giá thành hiện tại trên thị trường á, mấy anh em lái có thể là bán giá từ mười mấy cho tới 20 mấy triệu không chừng. Nhưng cùng là một cặp bửng 99 mà hàng phụ tùng mới là bên đây thì nó chỉ có 200 mấy, 300 mấy, 400 mấy ngàn là tùy đó. Nó cũng như nhau thôi. Cũng dẻo rồi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái dạ, nhưng mà nói về cái độ đẹp và độ sắc sảo tinh tế hoặc là về cái chất nhựa thì nó sẽ không độ bằng. Độ lâu bền không? Dạ, như ở đây là mình để theo thời gian, ví dụ như cặp bửng này là để 19 năm mà nó vẫn lên nước, nó lên mỡ gà, nó kêu bằng bửng mỡ gà là vậy đó. Dạ, lên vẫn lên nước nó ngà vàng lên. Dạ. Thì những cái sản phẩm này khá là hiếm. Thì em cũng, bản thân em cũng là một cái người mê sản phẩm đồ Gin tồn kho á, nên em có gặp mấy anh em lái mua bán á, thì em cũng chia lại, em treo em để đó để em có nhu cầu em sử dụng. Thì có thể là chia lại cho khách của em xài hoặc là để em chơi. Thì cái đó là... Thì mấy cái ốp này nè. Dạ, cái bờ cổ. Bờ cổ đó là... Đây là bờ cổ của xe từ đời 2000 trở lên thì nó sẽ có hai cái lỗ ốc ở trên là đây. Khoảng nhiêu tiền cái à? Nếu mà bờ cổ Gin thì nó rơi vô khoảng 1 triệu mấy. Là mình cũng có cung cấp luôn. Dạ đúng. Đây còn là... dạ. Không có hơn ngàn đâu ha. Dạ đúng rồi. Còn nếu mà bờ cổ hàng mới thì nó chỉ khoảng 350 cho đến 500. Rồi mấy cái yên này sao? Yên này là yên Gin. Yên Gin này thì cái này nó có rất là nhiều. Thí dụ như bản thân ở đây là có những cái yên Gin theo xe, đây là yên 206, 203. Còn đây là yên Sibo. Từ đời 99 tới 2002. Giá nó tầm khoảng nhiêu ạ? Nếu mà yên Gin thì tùy cái người bán thôi, với lại tùy cái chất Gin hoặc là cái độ bóng của miếng da Gin á. Ví dụ như anh ở đây là cái chỗ này là anh dễ phân biệt nhất nè. Có nghĩa là ví dụ như anh nhìn thấy bên đây cái yên nó bóng rất là rõ. Thì cái yên này là yên 99 bóng nè, da bóng, anh em chơi Sibo Gin nó hay gọi là yên bóng 99 á. Thì cái yên như thế này nó dao động nó sẽ rơi vô khoảng 3 triệu rưỡi cho đến 5 triệu. Còn những cái yên mà nó mới vừa lên bóng thôi thì nó rơi vô khoảng 2 triệu mấy, 3 triệu mấy, 4 triệu không chừng. Càng lâu nó càng bóng thì sao? Cũng còn tùy cái độ đẹp của miếng da. Ví dụ như cái bản thân cái yên này là cái yên em để dành em chơi chẳng hạn. Thì cái yên này em cầm tiền, em là người cầm tiền em mua thôi là em đã mua 6 triệu rồi. Dạ đây, nó rất là đẹp. Cái đầu ống nó rất là cao, bên cạnh đó cái đế yên á. Cái đế yên nó là đế yên Gin, cái shop Gin, mốt Gin nó rất là đẹp. Thì những cái sản phẩm mà nói chung là em bán thì chú trọng là em bán xe thôi. Còn những cái sản phẩm mà đồ Gin theo xe thì em đặc biệt em sưu tầm là chính. Bên cạnh đó em sưu tầm là thứ nhất là để em chơi, thứ hai là để em chia lại cho những người khách mua xe của em.
có thể có khi những cái món đồ ghim này em mua về em chia lại cho khách em không có đồng lời nữa, nhưng mà em vẫn làm, là tại vì giống như là mình chiều khách của mình vậy đó. Rồi ví dụ như phụ tùng mà về máy móc đồ mình có không? Phụ tùng về máy móc thì tất cả, nếu mà hiện tính thời điểm hiện tại thì ở tại cửa hàng thì cũng có một cái lò làm máy riêng, nhưng mà cái lò làm máy thì em không có đặt ở đây. Ở đây thì chủ yếu là em để cái chỗ để em trưng bày xe để em bán và các cái phụ kiện để em dọn chiếc xe thôi. Còn hiện tại thì các cái phụ kiện theo xe, ví dụ như các bạn thấy đây là ví dụ như con heo sao. Đây con heo sao, hay là những cái chi tiết cản, tay thắng, hay là nắp xăng, bát, ba ga, nói chung là đều có đầy đủ. Kể cả đầu lồng để anh em thay thế cho xe đó, thì mình cũng có theo hàng mới và hàng ghim theo xe. Ví dụ như đây là một cái sản phẩm hàng ghim theo xe. Thì cái đầu lồng này á, là cái đầu lồng ghim theo xe thì các bạn nhìn dĩ nhiên là nó không đẹp rồi. Đây, đầu lồng 120. Thì cái đầu lồng này nó đã rơi vô cái trường hợp là code 1, code 2 rồi. Nhưng mà cái giá trị của cái một cái sản phẩm mà ghim theo xe code 1, code 2 như vậy á, thật sự đúng đồ ghim Malaysia nó cũng rơi vô khoảng cỡ 6-7 triệu một cái. Là bao gồm là đầu lồng và trái bê tông. Còn những cái sản phẩm gọi là hàng mới á, thì mình cũng có thể lấy cho anh em tham khảo xíu. Thì đây, này cái này là hàng mới ở trong hộp. Cái này là hàng Indo, đây mình có ghi, mình khi mình bán sản phẩm mình luôn luôn có ghi mặt hàng của mình để mình nhớ thôi, mình nhớ mình bán cho. Này cái này thì là mới 100% chưa gắn xe. Đây. Thì mình có thể giới thiệu cho anh em. Nó cũng là đầu lồng 120 rất mới, các bạn thấy nó chưa hề đóng khối. Đây nhìn cái lồng bên trong nó vẫn còn cái caro. Có nghĩa là khi bạn xài bạn phải lau lại cho nó nhẵn cái. Lau lại nhẵn cái rồi bạn mới cho chế bê tông vô thì bạn mới sử dụng được. Thì đầu lồng 120 này, nếu mà hàng này là hàng Indo á, thì hiện tại chỗ mình cũng có bán là khoảng 3 triệu mấy một cái. Thì đó, bạn thấy rõ ràng nó là hàng mới nhưng mà chỉ có 3 triệu mấy thôi. Nhưng mà hàng Malaysia theo xe là đồ cũ code 1, code 2 rồi mà nó tới 7-6-7 triệu một cái. Thì cái đó là do cái chất đồ ghim. Ví dụ như tiêu cũng chẳng hạn, tiêu xì bo. Ví dụ như đây mình có những cái sản phẩm là tiêu xì bo, tiêu ghim. Tiêu này tiêu ghim, nhưng nó là hàng phụ tùng mới thôi. Thì một cây nó không có nhiều tiền, chỉ có ví dụ như nó rơi vào khoảng từ 200 mấy cho đến 300 mấy một cây. Nhưng nếu mà cây tiêu ghim xì bo mà là cây tiêu gam á, tồn kho theo thời gian 19 năm rồi đến giờ, cái đầu tiêu này nó là cái chất gam á, thì hồi nữa mình sẽ lấy cây tiêu đó cho các bạn coi, thì nó rơi vô khoảng 1 triệu mấy cũng có. Nói chung là cái đồ ghim của xì bo thì nó khá đắt đỏ. Như cái yên này mình cũng đây mình mở cho các bạn coi, nó khá là rất là đẹp. Ví dụ như yên là yên phụ tùng mới. Thì cái vấn đề hồi nãy mình có giới thiệu cho anh em, có những cái yên nó rơi vô khoảng 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu không chừng. Nhưng cái yên phụ tùng hàng mới bao gồm yên, mút và bát bình xăng, bát ổ khóa và cái yên luôn, thì nó chỉ rơi vô khoảng 1 triệu, 1 triệu 2 cái thôi. Hàng mới là Việt Nam mình làm ha? Dạ, theo em thì em đánh giá là hàng này là hàng Việt Nam làm đó. Sài Gòn. Dạ, chắc là vậy. Tại vì hiện tại ở Sài Gòn thì cái lực lượng anh em bán phụ tùng xì bo khá là nhiều, nhưng mà nếu mà bạn chọn được chỗ tín nhiệm để bạn mua thì nó cũng rất là đắt. Đây mình giới thiệu một cái yên của mình. Nó rất là đẹp, nhưng mà cái chất nó chỉ là cái thứ nhất là cái về vấn đề cái đế, nhựa của cái đế này nó sẽ khác. Thứ hai là cái xốp bên trong này nó sẽ khác. Cái thứ ba là về cái chất của miếng da này nó sẽ khác, thì nó giá thành nó cũng khác. Còn cái yên ghim theo xe thì mình nãy có trình bày với các bạn là nó khoảng 6-7 triệu một cái, là lý do nó là gì đó. Còn phụ tùng thì ví dụ như giờ mình có thông tin cho anh em sơ chút xíu thôi nha. Ví dụ như phụ tùng đây nguyên cái dàn áo. Dạ. Thí dụ như một cái bộ là bộ áo Sachi 2000. Cái này là áo ghim theo xe đã được sơn lại. Thì cái giá trị một bộ áo sao kia mà ghim mà sơn lại bát đồ nó còn đẹp thì nó rơi vô khoảng 6 triệu một bộ. Còn cái bộ áo sao chia 206 này là ghim gớt xe, mình xài cái từ ghim gớt xe nghĩa là những trường hợp mà xe ghim rồi người ta không thích đi áo này nữa, người ta thích đi áo khác đó, thì người ta xuống áo. Thì hoặc là dạng như anh em có nhu cầu bán thì bên mình vẫn cứ mua thôi. Thì đây là áo ghim theo xe thì nó sẽ rơi vô cái phần ghim cái phần đồ nhựa đó thôi, thì nó cỡ khoảng 10 triệu, là bao gồm có đèn trước và đèn đuôi luôn, là đồ ghim theo xe. Rồi và bên cạnh đó nó còn những tới mấy chục món đồ gời nữa, bao gồm ví dụ như là cản, ghi đông, bờ cổ, bình nhớt. Thì sẵn mình nói đây là mình sẽ chỉ luôn cho anh để anh có cái thông tin luôn. Đây là một cái chiếc xì bo đang được lên Sachi 206 đây. Có nghĩa là trước tiên là bạn phải thay đổi tất cả, bao gồm cái đuôi này, đuôi 206 bạn phải thay vô, thay cái dàn 206 vô.
thay bình nhớt vô, rồi thay yên, rồi thay ghi đông. Nói chung là thay rất nhiều. Nếu mà từ một chiếc xì bo để bạn lên một chiếc Sachi 206, bạn chỉ giữ là được sườn, gấp, cục máy. Rồi, còn lại phần trên là mâm, kể cả mâm cũng thay. Ví dụ như này, xì bo là đi bánh căm này là phải thay mâm vô luôn. Mâm 206 mình thay vô luôn. Thì những chi tiết này cửa hàng đều có để cung cấp và phục vụ cho anh em hết đầy đủ. Đồ zin, thường thì đồ 206 là đồ zin không mà, không có đồ lô. Chỉ có những cái sản phẩm mới thôi. Mấy cặp phụ này sao ạ? Cặp phụ mình vẫn giữ lại được. Nghĩa là thường thì với lại với như mấy cái này nè, mình phân biệt rất là dễ. Ví dụ như phục thì bo zin, với lại có một số anh em mình dọn thì có thể là hư hay như nào đó, không có linh kiện thay thế, có thể thay phục Viva rồi thì cái đó mình không biết. Nhưng mà chỗ mình thì chú trọng là dọn đồ zin hết. Nên là như chiếc xe này hiện tại, chiếc 110 này đã được khách tại Đồng Tháp là đặt cọc, đặt cọc mình rồi. Và khi cái anh đó anh mua thì là mua hiện trạng là áo xì bo, nhưng mà anh yêu cầu là lên áo Sachi 206 để thêm một cái phần chi phí của bộ áo Sachi 206, thì mình nhận được cọc rồi nên cửa hàng tiến hành làm. Thì cái này là mình đang thay hết toàn bộ lại thành một cái chiếc Sachi 206 hoàn chỉnh cho anh. Chiếc này nếu hoàn chỉnh bao nhiêu anh? Chiếc này hiện tại là 110 M114, máy full 120, 6 số. Biển số cũng rất là đẹp, 20-30. Cái này là mình giao cho khách là khoảng 120 mấy triệu. Dạ. Nó là hải quan chính ngạch, xe nó hồ sơ hải quan chính ngạch. Lên 120 này đó. Dạ, xe máy đã lên 120, 6 số lửa 120 rồi. Chỉ còn cái chi tiết bộ áo 26. Tại vì nếu mà giá thành bộ áo 26 đây, ví dụ như các bạn này, sẽ có chút xíu thông tin về phụ tùng đó nha. Cái đồng hồ 26 zin thì nhìn là biết liền à. Cái đồng hồ 26 zin thường thường nó rơi vô giá bán, nó rơi vô từ khoảng 3 triệu tới 3 triệu mấy. Còn nếu mà mua trên thị trường có thể là khoảng 3 triệu 6 một cái. Nhưng mà mình làm cho khách thì mình tính chung vô bộ áo thôi, mình chỉ tính toàn bộ cho khách. Khách mua xe của cửa hàng mình chỉ tính full nguyên bộ như thế này 10 triệu. Là bao gồm có cả mâm. Còn nếu anh em từ một chiếc xì bo như thế này nè, từ một chiếc xì bo mà lên con 206 có đồng hồ, có đèn trước zin, đèn đuôi zin, yên zin, mâm 206 zin, thì anh em phải bỏ tiền ra mua là không bao giờ dưới 15 triệu. Mình đang nói với điều kiện là áo zin nha, còn áo lô áo mới thì cái đó mình không bàn tới. Rồi, vậy cũng một số thông tin đến dòng hai thì cho các anh em tham khảo phụ tùng rồi nha. Dạ. Rồi cũng cảm ơn anh Dũng nha. Dạ, rồi, cảm ơn em chào. Các bạn mà có nhu cầu thì cứ liên hệ với cửa hàng HK Team Cần Thơ. Mình cho xin cái địa chỉ anh Dũng. Dạ, cửa hàng của em đang đặt tại số 40 đường Ngô Sĩ Liên, là đường khu dân cư Metro cũ á, quận Ninh Kiều, Phượng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của cửa hàng là 0939 080 609. Rất hoan nghênh và tiếp đón anh em đến ủng hộ HK Team. Facebook là gì? Facebook của cá nhân là Facebook Hoàng Dũng. Các bạn có thể tìm cái Facebook cá nhân bằng cái số điện thoại của mình mới vừa giới thiệu, 0939 080 609. Thì mình có dùng Facebook với Zalo luôn là bằng cái số đó. Rồi xin chào quý vị và các bạn luôn nha. Rồi xin tạm biệt.